Rowena Trang Nguyễn có đặt câu hỏi: cho em hỏi nhỏ, là em là bác sĩ muốn mở phòng khám nhưng muốn học để set up một phòng khám tốt về mô hình từ đầu, thì em học phần nào của bài giảng của thầy? Em xin thầy ý kiến để đăng ký ạ. Vâng, nếu vậy thì chị phải học CEO quản. Bởi vì thế này, trong 3 cái tầng bậc mà chúng ta vận hành doanh nghiệp ấy, thì cái tầng thấp nhất là chúng ta sử dụng chuyên môn nghiệp vụ để làm việc. Vì vậy nếu chị muốn mở một phòng khám mà chị tự làm thì chị chả cần phải set up ai cả. Chị cứ chỉ cần thông báo cho trên hệ thống Facebook, chỉ cần có một anh em thôi, nó chăm sóc một cái fanpage thôi, là nó thông báo là chị có một cái phòng khám ở đấy và nó dùng tiền nó chạy quảng cáo. Thì khác cái nghề của chị là cái nhu cầu thiết yếu, thì khác là nhân dân xung quanh họ sẽ đến và chị tự làm. Thì bài toán thấp nhất là mình tự làm, tức là mình dùng sức lao động của mình để mình làm. Rồi ạ, thì như vậy chị cũng không phải học nhiều, mà muốn vậy thì cái nếu mà vậy thì chị chỉ cần học đúng một cái chương trình là giám đốc kinh doanh thôi, tức là làm marketing là xong. Nhưng nếu mà chị muốn thuê các bác sĩ về, đầu tư máy móc, có các y tá, có các dịch vụ service tại phòng khám của mình nó tương đối đầy đủ, tức là bản chất tầng bậc thứ hai là chị biết dùng người. Mà muốn dùng được người thì chị phải biết chia tiền. Cho nên tầng bậc thứ hai là tầng bậc điều khiển con người. Mà nguyên tắc là người cần gì thì sẽ dùng cái đó điều khiển. Ví dụ mèo cần cá thì dùng cá điều khiển, và người cần tiền thì dùng tiền điều khiển. Thánh thích dùng gì ạ? Hương hoa thì dùng hương hoa để điều khiển. Nó rất là đơn giản thôi. Vậy thì chị muốn trở thành một cái người mà điều khiển con người trong hệ thống được thì chị phải học cách chia tiền. Và trong CEO quản trị là học cách chia tiền và cách nghiệm thu cái kết quả để đánh giá kết quả và trả tiền cho nó phù hợp. Như vậy trong CEO quản trị thì chị sẽ học được đầy đủ nhất. Còn nếu giám đốc kinh doanh thì đơn thuần chị chỉ xây dựng cái mô hình để lan tỏa cái giá trị của chị đi thôi. Còn bản chất là hệ thống bên trong chị không sử dụng được nguồn lực bác sĩ giỏi. Mà Tuấn khuyến cáo là trong một cái phòng khám thì đừng sử dụng riêng vào mỗi cái sức của mình không, mà chúng ta phải tạo ra sân chơi cho cả các anh em chơi nữa. Và muốn vậy thì chúng ta phải chia tiền làm sao cho nó cân bằng. Vậy thì ở đây có hai câu chuyện chúng ta đang sử dụng quy luật của đạo Phật vào đời sống đấy. Quy luật đầu tiên là quy luật của lực hấp dẫn. Có cái quy luật hấp dẫn. Và nguyên tắc muốn điều khiển người ta đi đâu thì chúng ta phải có thứ để hấp dẫn người ta. Vậy cho nên là muốn làm được doanh nghiệp lớn thì bắt buộc chị phải biết dùng tiền để điều khiển con người. Vì con người có một lực hấp dẫn ghê gớm với tiền, hay tiền có một lực hấp dẫn ghê gớm đối với người. Cho nên là chúng ta cần phải xây dựng, phân bổ cái mối quan hệ giữa tiền và người sao cho nó phù hợp, thì tiền đi đến đâu người nó chạy theo đến đó. Thì đấy là bài toán dùng tiền. Đấy là cái quy luật của luật hấp dẫn. Và quy luật thứ hai mà chị sử dụng đó chính là quy luật cân bằng. Đó là cân bằng là gì? Cân bằng giữa cái việc mà chị muốn doanh thu cao thì chị phải có nguồn nhân lực chất lượng, và chị phải đẩy chi phí cho nó phù hợp. Như vậy chi phí, doanh thu và lợi nhuận là ba thứ phải cân bằng với nhau thì chị mới tạo ra một sân chơi sao nó công bằng, mà người đến chơi họ cũng cảm thấy là thỏa mãn, là phe, và mình có lợi nhuận nó phù hợp thì cũng tốt. Và đặc biệt là như vậy là khách hàng họ đến càng ngày càng đông thì doanh thu của mình nó tăng lên. Như vậy là bài toán đặt ra là chị muốn vậy thì chị phải học siêu quản trị. Và trong siêu quản trị thì có đầy đủ các triết lý để mình sử dụng. Rồi cảm ơn chị Trang Nguyễn đã đặt câu hỏi. Vừa mang tính hỏi nhưng mà nhân tiện thầy này còn PR được khóa học nữa, phức tạp vậy. Rồi cảm ơn chị Trang Nguyễn ạ. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.